Chào tất cả các anh em nha. Từ siêu đã có mặt tại Nha Trang và đứng tại cảng Hòn Rớ. Nơi đây thì khá nhiều ghe đang neo đậu. Thì anh em chút nữa đây hãy chờ xem những chiếc ghe nào đang chạy vô, chạy ra ha. Để xung quanh có gì mình sẽ quay cho anh em xem. Anh em hãy cùng chờ xem nha. Đừng có xả qua nghe trời, đau lòng lắm á. Và chúng anh em là một chiếc ghe đánh lưới nha anh em. Khánh Hòa 96778TS 5m mấy bề ngang nha. Chuẩn bị cập cảng ha. Cái này nghề lưới xù nha anh em. Lưới xù. Chiều dài là 20m đổ lại nha. 20m đổ lại. Tiếng máy mình nghe là máy Cumin đó anh em. Một chiếc lưới bao nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, dàn phen của ảnh nè. Chiếc này 3m mấy bề ngang nha anh em. Dài chưa đến 12m. Ba anh ngồi trước nè. Mấy chiếc này chắc bao mé mé ở đây ha. Trên ghe đi 6-7 người à. Rồi nó cặp vô bơm dầu quá. Khá nhiều ghe mình chụp rồi, ghe lưới bao nha anh em. Đang neo đậu ha. Vỏ sắt có. Vỏ composite có. Này là vỏ composite nha. Cái này là lưới bao, lưới vây đó anh em. Đây mình chụp nữa nè. Cái này mình chụp nha anh em, mình chụp quá trời cái dàn đèn này. Vỏ của mình xích ha. Quá trời. Cảng Hòn Rớ này là tập trung nhiều ghe thiệt chứ. Phía đây là cặp cò đôi nha anh em. Giả cào ha, giả cò đôi. Chứ bên trong đây là chiếc cái nha, ngoài chiếc đực. Nhỏ rồi. 4m mấy nha. Còn ở đây là để coi. Cũng giả cào luôn nha, này cũng giả cào luôn nha. Lưới xù có, mình chụp lưới bao, cào tim đây, cào tim đây, đủ thứ nghề chưa. Chiếc này 6m rưỡi bề ngang nha anh em,
vỏ cái mít xích mình chụp Khánh Hòa 97379TS. Quá trời cái dàn đèn anh em ơi, thiệt chứ. Cảm nhận là đứng kế bên nó làm thấy nó quá trời khủng khiếp. Chiếc này mình nghe một bạn ở đây nói là 6,5m nha anh em, có hai cái khuôn composite là 6,5m bề ngang. Chiếc này có chiếc 6m nữa ha. Dàn đèn ở sau lái nè, mình chụp vỏ composite. Gian ra chắc là 30 mấy mét quá hai bên. Bốn mấy mét đúng rồi, tại vì cái thân tàu là 6,5m, còn cây ngán này thì nó dài cỡ 10 mấy mét, gần 20 mét đó anh em. Trời khủng khiếp. Có dàn tời ở sau ha, lô bả đó anh em. Bồn nước phía trên đây, lan can, cabin Lai Thái đó. Mẫu này là của Khánh Hòa chế tạo ra ha. Chiếc lưới bao kia Khánh Hòa nha anh em, 99667TS. Chiếc này cỡ 6,2m đổ lại nha anh em, bề ngang á. Chiều dài là khoảng 19 mét trở lại nha. Có một chiếc ghe đang chạy vô nha anh em. Chiếc này để coi ở đâu đây. Ghe Quảng Ngãi nha. Quảng Ngãi nha anh em. Không biết làm nghề gì luôn. Còn má xệ vuông nha. Ghê không? Quảng Ngãi 90629TS. Chưa lắp keo nha, chưa có dán keo hết nguyên con. Chiếc này chiều ngang nó chắc khoảng 6m đổ lại nha anh em, 6m 6m 2, 6m 6m 2 đổ lại nha. Rồi chuẩn bị cập cảng nha. Quá nhẹ nhàng. Nó khiêng ba cái đồ này xuống quá. Một chiếc lưới bao cũng mới vô nha anh em, Khánh Hòa 93527TS. Rồi dưới 15m nha. Bề ngang nó là 4 mét mấy nha anh em.
đó, vòng vòng nữa đó. À, một chiếc lưới bao nữa nha anh em, còn gọi là chủ bao đó ha. Khánh Hòa 91539 TS. Kéo sóng. Chiếc này có 19 mét đổ lại nha anh em. Ngang nó khoảng 6 mét đổ lại nha. Sáng sớm thì mấy anh ở bên công đoàn á và dưới ghe đang vô tấp nập nè anh em. Cảng Hòn Rớ này khá dài ha, cũng dài nhưng mà không dài bằng Tắc Cậu nha. Tắc Cậu Kiên Giang của mình á không có dài bằng đâu. Ghe thì cũng ra vô thường xuyên nè. Lưới xù ha, chiếc này lưới xù nha anh em. Lưới 15 m, cái bên màu vàng. Ngang cỡ 5.2 m đổ lại ha. Đây có nguyên vàng luôn nè. Nguyên vàng đó chắc lưới xù đó. Dùng mỗi khác ha. Đi đến đây thấy nhiều chiếc ghe nó lạ lạ, đẹp, mỗi mẫu khác nhau chứ, đủ thứ chứ. Vỏ sắt có, khung xích có, cây có. Một chiếc ghe đang chạy vô nha anh em. Chiếc này biển số là Khánh Hòa 90019 TS. Chiếc này 5 mét mấy nha, 5m6, 5m8 nha. Lưới xù nha anh em. Bên kia thì cái chiếc nhỏ nhỏ, bên kia là chiếc để coi. Chiếc lưới bao ha. Chủ bao đó. 4 mét mấy, nhỏ đó 4 mét mấy nha nè. Dài thì 13-14 mét ha. Một chiếc này mới chạy vô nữa đây, dưới 15 mét nha anh em. Khánh Hòa 04014 TS. Không biết làm nghề gì luôn. 4m6, 4m8 nha, bị ngang nha. Một chiếc ghe lưới mới vô luôn. Mỗi dùng đều có cái hình thù ghe khác nhau nha anh em, không có dùng nào giống dùng nào nha. Nhưng mà đó cũng là một cái gì đó để họ mua sinh nha. 2m mấy, ngang 2m mấy chứ này. Lấy cần bánh lái để phía sau đó. Thì hồi nãy giờ là mình quay sơ lược cho anh em xem ha.
ở cảng Hòn Rớ này nó khá là nhiều điều thú vị và đặc biệt. Thì mình cố gắng sau này là mình sẽ quay tại đây nhiều hơn nữa. Và anh em hãy đăng ký kênh của mình ha, để xem những clip mới nhất. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye nha anh em, hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh. Xin cảm ơn anh em.